Rồi, ngày mới chúc anh vui vẻ nha. Cảm ơn em. À, chúc em ngủ ngon này. Tôi xin nghỉ làm việc nhé. Rồi, em chào anh nha. Anh chào anh. Dạ, em rất vui chào đón anh đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Anh có thể Rồi, chào cảm cộng ơn đồng em. rồi anh giới thiệu cho mình. Sorry. Rồi, lời đầu tiên anh cũng không gì hơn là xin chúc Quỳnh cùng gia đình lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống nha. Chúc cho cây của mình nhưng ngày càng được phát triển hơn để giúp cho những người không may mắn trong cái hạnh phúc hôn nhân. Anh cũng không gì hơn xin kính chào quý cô, quý chú, quý bác, anh chị em trên cộng đồng mạng. Lời chào thân ái, lời chúc sức khỏe. Trước khi vào cuộc phỏng vấn thì Hoàng Dũng cũng xin kính chúc xin các cô, các chú, các bác, các anh, các chị em trong quá trình Nguyên Quỳnh phỏng vấn, Hoàng Dũng có những gì sai sót, mong quý vị khán giả trên cộng đồng trong và ngoài nước niệm tình tha thứ bỏ qua. Cảm ơn anh. Rồi, anh có thể giới thiệu về mình không? Rồi anh họ tên đầy đủ là Hoàng Dũng. Sinh năm 1970, tức là theo cái năm sinh dương lịch đó. Năm sinh âm lịch tức là 1969, năm nay là 54 tuổi, tính tuổi đã là 55 tuổi. Nghề nghiệp của anh là hiện tại là làm bác sĩ nội khoa tại Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Hoàn Hảo chi nhánh thành phố Trà Vinh. À, hiện tại là anh đang ở ở Trà Vinh hả? Anh đang công tác Trà Vinh. Anh nói, anh ghi cái nick của anh em cứ tưởng là anh là nhạc sĩ không à? Ai ngờ anh là bác sĩ hả? Anh rồi anh làm công việc đó chắc cũng khá lâu rồi hả? Anh làm được mấy chục năm rồi. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình anh như thế nào? Tình trạng hôn nhân thì anh đã có gia đình được một bé gái, hiện tại đang học đại học năm nhất, sư phạm ngoại ngữ. Anh ly hôn năm 2015. Năm nay 2024 được 9 năm. Lý do gì sao anh với bà xã anh chia tay nhau? Do thì nói chung là chồng là bác sĩ, vợ là giáo viên, mà đôi khi cũng không không được hài hòa, cho nên cái quan điểm luôn bất đồng quan điểm, ai cũng giữ cái tội của mình hơn, cho nên chia tay. Anh rồi anh nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm anh à? Ưu điểm của anh thì thứ nhất là hiền lành, vui vẻ, chịu khó, luôn tôn trọng mọi người xung quanh. Còn khuyết điểm của anh? Về khuyết điểm tức là cái tính anh là hay nói thẳng này, hay nói thật, cho nên có những lúc là đôi khi là trong cuộc sống hoặc là lúc hồi xưa làm việc nhà nước đó, có những người là quan chức, nói chung là người ta cũng không hài lòng mình, vì mình người thẳng nói thật, người thật việc thật, những gì sai là mình góp ý tại chỗ. Như cái đó là cũng cái cũng vừa là khuyết vừa là ưu, ưu với đối ưu điểm với đối với những người thật thật, nhưng mà khuyết điểm với những người lùn cuối, cho nên Thẳng tính quá cũng thiệt thòi đó phải không? Anh rồi bây giờ anh muốn tìm bạn cho anh muốn người đó như thế nào? anh chỉ cần thứ nhất là biết kính trên nhường dưới, là chung thủy, anh và chân thật, thế là được rồi. Anh có nghĩ là cô ấy độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? Anh thì anh không phân biệt tuổi tác, từ khoảng 35 đến 55, 7, 5, 8 gì đó, có thể lớn hơn anh vài tuổi, hai con nhỏ anh là vài chục tuổi cũng không sao hết. Anh Quan trọng rồi tính tình, tính tình anh nói đi. quan trọng nhất là cái tính tình hiện lành, thứ nhất là biết kính trên nhường dưới, cái thứ hai là chân thành, cái thứ ba là chung thủy và biết tôn trọng mọi người xung quanh, không đặt nặng vấn đề của cải vật chất lên trên tình cảm.
Rồi anh có quan trọng ngoại hình không? Em nói sao? Ngoại hình của cô ấy với anh có quan Anh trọng không? không quan trọng mà. Chỉ là nhìn dễ dễ coi thấy là được à. Quan trọng là tính cách, nhân cách. Anh hiện đang ở Trà Vinh nhưng mà quê anh ở Trà Vinh luôn hay là quê anh ở Anh đâu? là quê anh là sinh ra lớn lên ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Anh là quê ở Quảng Nam mà sinh ra lớn lên ở thành phố Đà Nẵng. Rồi anh sống ở Trà Vinh thì có mình anh thôi hả? Gia đình anh vẫn ở Đà Nẵng hả? Anh có vợ ở Gia Lai Kon Tum, sau khi anh làm nhà nước đã có vợ con xong là ly hôn năm 2015 thì 2017-18 bắt đầu vô Sài Gòn đi học thêm, anh ở lại làm Sài Gòn, giờ Sài Gòn về xuống với Trà Vinh sống thế này một mình. Con anh sống chung với vợ hả? À, con anh ở với vợ đang học đại học ngôn ngữ năm nhất. Anh rồi anh coi video của em hay ai giới thiệu em anh xem? Anh coi mạng YouTube, anh coi anh thấy ai mình là hợp lý và thấy ai anh coi quay anh thấy sớm cũng dân Mà em thấy như anh nhắn cho em cũng lâu lắm rồi phải không? bên anh nhắm mắt một Nhắn rồi, rồi rút lại nhắn rồi rút lại tới nay luôn cũng lâu lắm mà cả năm rồi phải không? Hôm nay thì anh có đủ động lực để mà lên chương trình thì có động lực nào thúc đẩy anh không? Thôi thúc anh không? thì nói chung là anh coi anh thấy nhiều cái, với lại cái thứ nhất, cái thứ hai là mình cũng trên này nó có cái hai, có cái thật là mình biết được, nói chung mình không biết được hết, nhưng mà những người này thấy người ta nói cái gì người ta nói thật sự trong lòng, chứ không có trong như cái tuổi nhỏ là hoa lá cành phức tạp, còn ở đây là nhiều người người ta nói thật, có gì người ta nói lại, cho nên là dễ, mình cũng dễ khai thác, dễ tìm hiểu. Người ta nói mình có thể đoán bao nhiêu phần trăm nó là sự thật ha. Cái số phần trăm Anh rồi con anh như thế nào, có ủng hộ anh đi tìm người bạn mới không? con gái thì anh chưa thấy chưa nói con gái Chiều cao của anh là bao nhiêu? anh cao 1m63, nặng 60 kg. Gia đình của anh có được mấy anh chị em không? À, gia đình của anh được năm anh chị em, ba trai hai gái. Rồi những lúc rảnh rỗi anh thích làm việc gì để giải trí cho mình? Sau giờ làm việc thì anh thể dục, anh đi bộ, bộ xong thì về tắm rửa, cà phê cà pháo, mình đâu khỏe thì đọc sách đọc báo. Thời gian khá thoải mái cho anh ha. Anh làm từ mấy giờ tới mấy giờ? Làm từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối, làm 1 tiếng, trưa mình nghỉ được 1 tiếng rưỡi, nói chung làm khoảng 9 tiếng, 9 tiếng rưỡi. Nhưng mà ngày nào anh nghỉ là ngày chủ nhật hả? Ngày thứ bảy chủ nhật hả? Nói chung là anh làm full luôn tháng 30 ngày, có những có công việc thì anh xin mình nghỉ bảo trước, có nghĩa mà một tuần mình nghỉ vài ngày cũng được, nhưng mà phải bảo trước, người ta sẽ thay mình. Công Chứ không phải mình làm tuần mà đều có ngày nghỉ hả anh? Làm suốt vậy luôn hả? không à, tại vì có ngày nghỉ một tuần nghỉ một ngày, nhưng mà anh đăng ký một mình cho nên làm luôn anh không nghỉ công việc Có một mình ở nhà buồn phải không? lấy công việc để mua vui nha. Em thấy anh cũng còn khá trẻ hơn so với số tuổi và công việc của anh cũng rất là ổn định, nhiều các người cũng rất là nhiều người ngưỡng mộ công việc của anh. Nhưng mà anh tại sao anh không có tìm được một người bạn bên ngoài của mình mà anh phải đến nhờ chương trình? Cái đó anh cũng nói thật, anh cũng có vô mấy cái trang mạng đó, trang hẹn hò đó, nhưng mà sau một thời gian rồi mình cũng vô trong đó rồi nhắn tin nói chuyện qua lại một vài hôm, có những người là mình còn không phải là mình qua đủ cả nhóm, nhưng mà có những người là người ta luôn đặt việc của cải vật chất bên hết. Mới vô chưa hỏi gì mà tôi hỏi lương bao nhiêu, nhà cửa anh sao, xe cộ vô thế thì có thì nói được, nó chỉ một cái bữa là anh nói anh rút luôn.
Cũng có. Rồi anh thích một cô mà anh tìm kiếm trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Anh tìm người hiền hiền thôi, nhưng mà cũng đừng có ít nói lắm. Có nghĩa là ít nói anh vẫn được, nhưng mà hơi nói nhiều tí cũng được. Nó có nghĩa là nó vừa vừa thôi. Chứ còn thích nói nhiều thì anh cũng không thích đâu. Cha mẹ của anh nó còn đầy đủ không? Ba mẹ mất, ba anh mất anh hồi còn nhỏ, hồi anh mấy tuổi. Còn mẹ anh mất cách đây 12 năm. Anh ở một mình như thế này nè, rồi anh có nấu ăn cho mình không hay là Ông anh ăn cơm tiệm suốt là chục năm anh là cũng quá coi ăn cơm tiệm thôi hả? ăn cơm tiệm. Trong tình yêu, trong hôn nhân anh phải là người lãng mạn không, có yêu chiều vợ con mình không? Nói chung là anh cũng có một chút lãng mạn, nhưng mà cũng không có mộng mè lắm. Như cái ngày sinh nhật vợ là ngày 8 tháng 3 ngày lễ thì cũng mua hoa tặng cho vợ. Nói chung cũng có chút lòng mắt. Anh đang ngồi là ngồi ở chỗ anh làm việc á hả? Chỗ làm việc cái phòng này người ta cắt tranh ở bên sát vách này là mình bên phòng này là cách phòng là mình khám phòng mình nghỉ nghỉ ngủ. Là anh ở chỗ làm việc luôn. Mà đó giờ anh có bao giờ mở phòng mạch tư cho mình không? Mình hay là anh làm cho công Anh ty không? có năm năm kia năm anh mở anh với bạn có chung một cái phòng nhỏ nhỏ. Anh cũng bỏ ra ít với lại bạn bỏ ra ít mà nó trúng mùa dịch là dịch mở chỗ giáp với lại cầu Tân Hương đó giáp với lại là Long An với lại Tiền Giang cái phòng khám là An Lộc Sài Gòn đó. Anh cũng chung đấy anh khám làm luôn vô cùng bị dịch đó. Bị dịch là người ta vẫn làm nhưng mà sợ vẫn bỏ bỏ thâu bỏ lần Đúng rồi, bác sĩ mà dịch làm hơi đuối hả, nguy hiểm. Nhưng mà sao anh ở Trà Vinh mà anh làm mở phòng mạch tới ở Long An như vậy? Tại vì Long An chỗ đó có mấy người bạn quen làm trước rồi đổ xuống cái địa hình cũng được. Anh hồi đó giờ có bao giờ anh đi du lịch ra nước ngoài không? Anh chưa ra nước nước ngoài thì mà mấy chỉ qua Campuchia với Lào thôi. Rồi, anh có nghĩ là một cô mà anh tìm kiếm là chiều cao khoảng bao nhiêu không? Anh là khoảng mấy năm làm ra lên này được rồi. Nhưng mà có đôi khi mình 50 mình thấy tình cảm là phản ứng nó không thể nói trước được. Sau khi bị dịch đó anh đóng cửa phòng mạch đó, thì bây giờ anh có nghĩ là khi nào anh mở phòng mạch lại không? Không trong đầu vẫn vẫn muốn nhưng mà hiện tại là điều kiện chỉ có là thứ nhất hiện tại kinh tế của Việt Nam là đang trì hoãn cho nên hiện tại bây giờ là người ta đang sang phòng khám lục lại rất nhiều cho nên cái dòng suy nghĩ đó mình để gác lại bàn trước tiên đi làm rồi đã chứ còn trong đầu vẫn muốn mở riêng. Bao lâu anh mới đi về quê anh một lần anh? Anh 6 tháng một năm. Thường thường là một năm ngày Tết ngày đồ mới về. Thí dụ anh muốn tìm kiếm một người vợ cho anh á, anh có phân biệt vùng miền gì không hay là ở đâu cũng được? Anh là không không nghiệp vùng miền Bắc Nam Trung Triết ở đâu cũng được hết thương nhau là khóc bà lô đây không nhà đó không bước mặt gì đâu anh nhà thoải mái Cảm thấy phù hợp với nhau là được ha. phù hợp với nhau là lên đường ta có ba lô mấy bộ đồ với lại cái bằng bác sĩ lên đi. Anh coi video của em lâu vậy rồi, anh có để ý được cơ nào trên kênh của em không? Nói chung cũng có thấy mấy cô cũng hiền lành dễ thương đấy. Có gì anh gửi số video qua cho em ha. Có gì đó là anh liên hệ vậy. Sau video này nếu mà anh thích cô nào á, thì gửi số video cho em. Bên chương trình sẽ cho anh số điện thoại để anh liên lạc với họ nha. Nếu mà ở Việt Nam á, thì anh có thể gọi được.
Còn nếu ở nước ngoài thì anh phải nhắn tin trước ha, nhắn tin là phải kiên nhẫn nữa, chờ ha. Em rất là vui nói chuyện với anh hôm nay, em hy vọng anh sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của em ha. Anh chào khán giả Trước em tiên là anh cũng cảm ơn em nha, em đã tạo điều kiện cho anh. Anh cũng cầu mong sao cho nó có một cuộc sống mình và mình hạnh phúc giống như mọi người trong cuộc sống, cuộc đời này. Vấn đề thứ nhất, vấn đề thứ hai là cuối cùng mình cũng xin chúc em cùng gia đình luôn có sức khỏe hạnh phúc nha. Rồi cái kênh của em được phát triển ngày càng được tốt hơn để giúp cho những người không được may mắn về hôn nhân như anh, và cũng xin kính chúc trên quý vị trên cộng đồng mạng lời chúc sức khỏe, lời chào thân ái. Và trong quá trình phỏng vấn có những gì sai là cũng sẽ một lần nữa xin cộng đồng mạng niềm tin bỏ qua cho Hoàng Cảm ơn anh, good night anh ha. Anh bây giờ Dũng.